Rồi. Con nó phải chờ xíu nữa mới được. Từ từ. Từ từ phải làm từ từ. Ôi giời ơi. Sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai. Một hộp vậy là 12 con. Cái tôm này ác lắm nha, mỗi cái ngoe nó đều có một cái đầu kẹp dày xong kẹp lại ăn ai mà chịu nổi.
gạo cũng vậy, có chân có chân hết rồi. Con này là nửa ký. Sợi sống kiểu như tay là thật ra một có một điểm vậy nè, mấy cái con hết ăn đi ăn và đang có yêu luôn người đó mình đi. Cầm anh em bóc bóc. Ok. Tại hại tôi bóc. Nóng lắm trời ơi. Đi xin gì thật chứ không? Em rồi. Kéo qua. Ủa sao không tóc để nó sao rồi? Con chưa chín. Con chưa chín. Con đó chưa chín đúng không? Hai con nào? Con đó. Ừ. Hai em. Ok. Đây là một cái vấn đề ngon. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Xuất sắc, cô tôm hùm đặc biệt. Cứ ăn bình thường đi. Tôm hùm đặc biệt là xuất sắc. Ngon hả? Ngon, xuất sắc luôn. Ngon lắm. Hương miếng lấy quỷ ngon khỏi. Ừ. Chấm ngon. Chấm ngon. Chấm làm từ nhiều ngon. Chấm là chấm. Con này cũng phải 700 gram. Hmm?
khó nhỉ. Được. Được. Ăn như Ấn Độ, ăn xong rồi tay tùm lum hết. Nó ăn như Ấn Độ xong rồi tay, nó bóc dậy xong rồi tay nó làm tùm lum hết, có sao đâu. Cảm ơn các bạn.